Kính thưa đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, hôm nay trường Trung học phổ thông Vị Thanh long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024. Xin thay mặt ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn quý đại biểu, quý khách, quý phụ huynh, học sinh đã có mặt trong buổi lễ tổng kết của thầy trò trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, năm học 2023-2024 là năm học thể hiện những bước tiến vượt bậc trong công tác giáo dục và giảng dạy của nhà trường. Nhìn lại một năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp ngành, sự điều hành của ban giám hiệu và sự nhiệt tình quyết tâm tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của quý thầy cô giáo, đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh, nên trường chúng ta đã vượt các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kết quả cụ thể như sau: về mạng lưới trường lớp, tổng số lớp là có 32 lớp, tổng số học sinh là 1.332 học sinh, trong đó có 647 học sinh là nữ và 83 học sinh là người dân tộc. Về đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên thì tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 78, trong đó cán bộ quản lý là 3, giáo viên là 70 và nhân viên là 5. Về trình độ thạc sĩ là 14, đại học là 57. Về trình độ lý luận chính trị cao cấp là 3, trung cấp là 9. Trong năm học 2023-2024, trường có thêm 3 biên chế là giáo viên môn lịch sử, sinh học và âm nhạc. Nhà trường cũng đã chủ động tham mưu sở dục đào tạo để hợp đồng 2 giáo viên giảng dạy môn mỹ thuật để đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường. Hiện tại, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Về điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, trường có 3 phòng học kiên cố, mỗi phòng học đều đảm bảo đủ bàn ghế, ánh sáng để phục vụ dạy học. Khu hiệu bộ và các phòng bộ môn được bổ sung các trang thiết bị theo danh mục thiết bị tối thiểu của trường trung học phổ thông. Các trang thiết bị như màn hình dùng để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy. Thực trạng cơ sở vật chất thiết bị dạy học đã có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu chỉ khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện tốt chương trình giáo dục. Các phòng thí nghiệm thực hành, phòng ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện bên đã phát huy tốt tác dụng trong hoạt động dạy và học, từ đó góp phần tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường bố trí các khu vực để xe cho học sinh và cán bộ giáo viên. Về công tác chỉ đạo quản lý hoạt động dạy và học, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục giảng dạy chuyên môn. Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra quản lý hoạt động dạy học giáo dục, theo dõi giám sát quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn đổi mới trong cách thức điều hành và sinh hoạt tổ chuyên môn, với quan điểm mỗi tổ chuyên môn là một đơn vị bồi dưỡng nội dung, chương trình và phương pháp sinh hoạt. Tổ chuyên môn phải chú trọng nội dung nghiên cứu học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thi khoa học kỹ thuật cấp trường hàng năm, chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, các cán bộ phụ trách về công tác đoàn, giáo viên tư vấn ở trường học, giáo viên làm công tác thiết bị dạy học. Với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò trường Trung học phổ thông Vị Thanh, năm học 2023-2024 đã có những thành tích đáng khích lời. Một số cuộc thi khoa học kỹ thuật có những sản phẩm đạt ở cấp tỉnh, tham gia các ngày hội STEM, và đặc biệt năm nay là có một giải ba về khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tích cực trong các bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường và tham gia dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. Kết quả đạt 12 giải ở các môn văn, toán, lý, sử, địa lý, tin học và tiếng Anh. Với sự nỗ lực trong việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá, đồng thời
thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá năm học 2023-2024, kết quả xếp loại học lực hạnh kiểm của các em sinh cụ thể như sau. Về có 10, về học tập xếp loại tốt chiếm 20,8%, xếp loại khá chiếm 56,03%. Về khối 11, về học tập xếp loại tốt chiếm 15,5%, và rèn luyện xếp loại khá chiếm 52,4%, tỷ lệ đạt là 31,88%. Về rèn luyện xếp loại tốt chiếm 91,48%, khá tỷ lệ 8,52%. Ở khối 12, về học lực giỏi chiếm là 25,4%, khá tỷ lệ 69,3%, trung bình là 5,24%. Về hạnh kiểm là tốt 100%. Về công tác đoàn thanh niên, công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục triển khai cuộc vận động tuổi trẻ học đường, học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức cụ thể như kể chuyện, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đưa nội dung kể chuyện về Bác và nội dung bắt buộc trong buổi sinh hoạt chi đoàn của các lớp trong năm học. Đoàn trường cũng đã tham mưu với ban giám hiệu tuyên dương 8 học sinh học sinh ba tốt và trên 20 gương thanh niên làm theo lời Bác. Tiếp tục triển khai 4 bài học lý luận chính trị của đoàn viên thanh niên trong trường học và trong từng sinh hoạt đầu năm, sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức học tập quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên nội dung của chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương đoàn về việc tăng cường rèn luyện phong cách thực hiện lề lối công tác của chi bộ đoàn. Nội dung tuyên truyền cụ thể hóa gắn với quy định về những điều nên làm và không nên làm. Về phong cách thanh niên tình nguyện, năm học 2023-2024 đã tổ chức hơn 15 hoạt động phong trào ra quân làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường trong và ngoài công viên nhà trường, và có hơn 750 lượt đoàn thanh niên đã tham gia. Phát động phong trào phủ xanh sân trường đã phát huy tốt tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên ra sức làm đẹp cảnh quan nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số như cài và đăng ký sử dụng app VSID nhân dân, tham gia đầy đủ các hoạt động tình nguyện do tỉnh đoàn, thành đoàn tổ chức. Về tổ chức các chương trình hành động với thanh niên, tổ chức nhiều chương trình hành động với thanh niên, đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Về công tác xây dựng đoàn vững mạnh, đoàn tham gia xây dựng đảng, đoàn trường đã xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng hoạt động của chi đoàn. Đây là việc làm ý nghĩa quan trọng và mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Trong năm, đoàn trường đã mở 2 lớp cảm tình đoàn và kết nạp được 343 đoàn viên. Đoàn trường cũng đã giới thiệu 27 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét để kết nạp. Với những hoạt động trên, công tác đoàn thanh niên đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ và chỉ tiêu năm học 2023 và 2024. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023 và 2024, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở Dục và Đào tạo, nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa của lớp 10 và lớp 12 cho năm học 2024 và 2025 theo danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, hoàn thiện phương án tổ chức dạy học năm học 2024-2025 để làm cơ sở triển khai và thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, lớp 11 và 12. Định hướng nhà trường phát triển toàn diện về mọi mặt, ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư thêm trang thiết bị và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi có các ở các lớp, ở các khối lớp, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổ chức giảng dạy và ôn tập để học sinh khối 12
đạt tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh cao đẳng đại học. Tăng cường giải pháp nhằm rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong của học sinh, tích cực tuyên truyền vận động học sinh để nghiên cứu chấp hành nội quy của nhà trường, chấp hành pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện về kỹ năng sống, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh và thân thiện để học sinh yên tâm học tập, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng cảnh quan trường học sáng xanh sạch đẹp, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn và vệ sinh tại đơn vị. Trong năm học 2024-2025, tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục phù hợp với xu hướng xu thế phát triển của đất nước trong tình hình mới, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự kỷ cương, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện ngày càng tốt hơn việc dạy và học. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, vừa rồi tôi đã thông qua cái báo cáo tổng kết năm học. Trước khi trả lời, xin chúc đó là chân thành chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất cả các bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ, bổ ích. Chúc các em học sinh lớp 12 đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi sắp tới. Xin chân thành chào.